Trong thời gian vừa qua, một hiện tượng đang khiến cho dư luận hết sức quan tâm và không khỏi băn khoăn khi xuất hiện trên trang Facebook của nhiều học sinh những lời nói xấu thầy cô, những người đã và đang trực tiếp giảng dạy các em. Từ xa xưa thì vị trí của người thầy luôn được coi trọng trong xã hội. Chính vì thế khi xuất hiện học sinh lên trang Facebook nói xấu thầy cô đã khiến cho không ít người cảm thấy sốc. Tuy nhiên gốc rễ của vấn đề này là ở đâu và chúng ta sẽ phải làm gì để ngăn chặn hiện tượng này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Có lẽ bất cứ ai cũng không khỏi sốc khi được đọc những dòng chữ bình luận về giáo viên của học sinh như thế này. Thậm chí học sinh còn lập nhóm những người ghét thầy cô giáo chủ nhiệm hay hội những người ghét thầy cô. Facebook đã trở thành phương tiện để không ít các em học sinh chút những bức xúc của mình đối với thầy cô và dường như đang trở thành trào lưu hiện nay trên mạng. Admin của page up lên nói về các thầy cô ấy, đa số thường là nói xấu. Cái hội nhóm đấy nó được lập ra và có rất nhiều các bạn like những cái trang như thế. Facebook được xem là nơi chia sẻ những chuyện riêng tư cá nhân. Chính vì thế, khó có thể cấm các em sử dụng. Đây cũng là vấn đề khiến cho các nhà trường đang loay hoay chưa đưa ra được những giải pháp ngăn chặn khi các em lập nhóm Facebook nói xấu thầy cô. Dẫn đến đã có trường đuổi học sinh khi nói xấu thầy cô giáo trên Facebook. Và đây, liệu có là giải pháp đúng đắn? Bạn ấy sẽ không biết là tại vì mình sai ở đâu mà bạn ấy sẽ không nhận ra được cái sai của mình và không có cái cơ hội để có thể sửa chữa lỗi lầm của mình ạ. Tôi nghĩ rằng là đấy không phải là giải pháp cuối cùng, bởi vì cũng có thể như thế thì sẽ là đe dọa được và làm một số học sinh sẽ không mắc cái khuyết điểm ấy, nhưng rồi nó ấm ức trong lòng thì sao mà mình cũng giải tỏa được. Và là chắc chắn là không phải là trường nào cứ vì nói xấu thầy mà đuổi học. Phó giáo sư nhà giáo Văn Như Cương chia sẻ thêm, lứa tuổi các em còn bồng bột, vì vậy chúng ta cần có giải pháp để uốn nắn kịp thời. Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội cũng là trường đầu tiên đưa ra quy định sử dụng Facebook với 4 điều cấm kỵ như tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy, tuyệt đối không sử dụng mạng xã hội để nói xấu bất cứ ai. Chỉ like status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những status có nội dung xấu, chủ nhân tài khoản sẽ bị quy trách nhiệm. Tuyệt đối không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc status. Bên cạnh đó, giải pháp mà các trường lựa chọn nhiều nhất là tạo một diễn đàn để học sinh và thầy cô có thể chia sẻ và giải tỏa những bức xúc trong quá trình dạy học nhằm tìm một tiếng nói chung giữa học sinh và thầy cô. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sâu hơn, thì đây chính là hồi chuông cảnh báo về những bất cập từ hệ thống giáo dục, trong đó có quan hệ thầy trò hay sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận học sinh hiện nay. Nó đã gọi là tạo ra một cái kênh thông tin hay là một cái kênh để mà trao đổi những cái nhận xét của cái người học sinh đối với thầy cô giáo mà nó lại theo cái hướng lệch lạc. Đúng không? Và như thế là nó đã phần nào đó nó đã làm mất đi cái quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò. Nhà văn hóa Phạm Ngọc Trung cũng cho biết đạo đức của một số em học sinh bị sai lệch, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của người thầy trong việc dìu dắt, định hướng lối sống cho các em. Hay nói cách khác, nhân cách của người thầy chính là tấm gương đạo đức có sức thuyết phục nhất đối với học sinh. Đây được xem là phương pháp giáo dục không lời nhưng đem lại hiệu quả cao.